Hai mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn. Chúc cả nhà một ngày mới thật là bình an và hạnh phúc. Hôm nay, Heo chia sẻ cách làm bánh khoai môn. Bánh thì dai mềm, khoai thì giòn ngon. Và đây là nguyên liệu của Heo. Giờ cả nhà cùng vào bếp làm với Heo nha. Để làm bánh khoai môn thì Heo có chuẩn bị củ khoai môn. Đây là nửa củ, 200g. Heo sẽ chẻ củ khoai này ra. Đây là dụng cụ bào, giờ Heo sẽ bào mỏng khoai ra. Và Heo sẽ bào thành từng lát mỏng như vậy nè. Nếu cả nhà khéo tay á, mình dùng dao mình sắc mỏng cũng được nữa. Nhưng mà Heo bào như vậy á, cho nó đều đặn lát nữa mình hấp, nó sẽ chín đều. Khoai Heo đã bào xong rồi. Khoai hiện tại rất là cứng và giòn. Giờ Heo sẽ cho vào khoai một xíu đường để cho khoai dịu lại. Và cách này cũng giúp cho khoai khi mà mình hấp bánh xong á, khoai sẽ rất là giòn và có độ ngọt. Môn Heo đã trộn đường xong, bây giờ Heo sẽ để đây và mình sẽ đi xem củ khoai lang của mình hấp chín chưa. Khoai của Heo đã hấp chín rồi nè. Bây giờ Heo sẽ cho khoai ra cái thau để mà mình nghiền khoai cho nhuyễn. Vì pha môn á, cũng có cái màu lai lai tím, cho nên Heo sẽ dùng khoai lang tím để mà mình tăng cái màu sắc lên cho khoai môn. Khoai lang Heo đã nghiền nhuyễn rồi, bây giờ Heo sẽ cho bột vào và Heo có chuẩn bị 150g bột năng, 50g bột gạo. Mình sẽ tán cho khoai nó hòa với bột. Tiếp tục, Heo sẽ cho hết phần đường còn lại vào bột. Và Heo cũng cho vào đây 1/2 muỗng cà phê muối. Giờ Heo sẽ trộn đều tay cho tất cả nó hòa lại với nhau. Khoai bây giờ đã hòa với bột, lúc này Heo sẽ cho vào đây 250ml nước cốt dừa. Mình sẽ cho nước cốt dừa vào từ từ cho bột nó dễ tan ra. Giờ Heo sẽ tiếp tục khuấy cho đến khi bột của mình tan chảy ra hết. Bột đã rất là mịn rồi, lúc này Heo sẽ cho vào đây 250ml nước lọc. Bột của mình tan chảy như vậy là được rồi, nhưng mà khoai lang nó vẫn còn một tí xíu lợn cợn chưa tan ra hết. Bây giờ Heo sẽ lược lại qua rây để mình loại bỏ nha. Heo mua ngay cái củ khoai lang á, nó có nhiều xơ, cho nên mình phải lược lại để bánh của mình được mịn hơn. Heo đã lược bột xong, lúc này bột của mình rất là mịn. Và bây giờ Heo sẽ múc lại một phần tầm khoảng 5-6 cái giá mình ăn lẩu nè, để lát nữa Heo sẽ rớt lên mặt bánh. Tại vì á, bánh khi mình hấp xong thì có những cái lá khoai nó sẽ nổi trên mặt, nó sẽ không đẹp. Mình rớt bột lên mình hấp thêm như vậy á, để mình phủ đi cái lớp khoai, nhìn sẽ đẹp mắt hơn. Giờ phần bột còn lại này Heo sẽ cho hết khoai môn vào đây. Lúc này khoai môn của mình đã dịu lại và rất là mềm. Mình sẽ tán đều khoai ra để cho khoai hòa lẫn với bột. Như vậy là được rồi. Bây giờ Heo sẽ để khoai ở đây và mình sẽ đi chuẩn bị khuôn để mình hấp bánh nha. Hấp bánh Heo có chuẩn bị cái khuôn tròn và ở dưới Heo có lót một miếng giấy không thấm dầu. Heo cũng sẽ quét dầu vào đây. Mình sẽ quét ở mặt dưới. Quét đều mặt dưới xong rồi á, mình cũng quét lên cái thành khuôn để khi mà mình hấp bánh, bánh của mình không bị dính. Heo quét dầu xong rồi, bây giờ thì mình sẽ rót bột vào. Một cái màu tím nhạt nhìn rất là đẹp luôn ha cả nhà. Nhưng mà không biết một tí xíu nữa hấp xong á, bánh có lên màu đẹp không nữa. Tại vì củ khoai lang tím hôm nay Heo dùng nhỏ lắm, có 100g à. Sau khi rót bột vào khuôn xong, Heo sẽ dùng đũa để mình xăm cho khoai nó đều ra. Để hơi tí nữa mình hấp xong á, chỗ thì có khoai, chỗ thì không có khoai thì nó sẽ không ngon.
phần bột hơi đầy khuôn heo sẽ múc ra bớt. Lát nữa khi bánh chín mình cho vào sau, tại vì bột đầy khuôn quá heo sợ lát hấp nó sẽ bị tràn ra. Vậy là được rồi, giờ heo chuẩn bị đi hấp nha. Heo có nấu sẵn một nồi nước sôi nè. Và bây giờ heo sẽ cho bánh vào để mình hấp. Heo sẽ hấp bánh lửa trên trung bình và heo sẽ hấp trong 25 phút. Sau 25 phút, bây giờ heo sẽ dỡ nắp ra. Nóng quá luôn cả nhà ơi. Cả nhà thấy không, khoai nó nổi lên trên mặt rất là nhiều luôn. Lúc này heo sẽ rót vào cái phần bột lúc nãy mình chừa lại. Trước khi cho bột vào, mình cũng khuấy cho bột nó không bị lắng cặn ở dưới đáy chén nha. Mình sẽ rớt từ từ cho đến khi đầy như vậy nè. Bột heo đã rớt đầy rồi. Bây giờ tiếp tục heo sẽ đậy nắp lại và mình sẽ hấp trong 10 phút. Vẫn hấp lửa lớn, lửa trên trung bình nha. Bánh đã được 10 phút. Bây giờ heo sẽ dỡ nắp ra kiểm tra xem bánh của mình chín chưa nha. Bánh rất là trong và có một cái màu tím nhạt rất là đẹp. Để thử bánh, heo sẽ dùng cây xiên que mình ghim như vậy, mình kéo lên á, cây xiên que không dính bột nữa là bánh mình đã chín. Bây giờ heo sẽ để nguội và chờ lấy bánh ra. Bánh của heo bây giờ đã nguội rồi nè. Heo sẽ dùng cây xiên que mình khều xung quanh cái khuôn. Lúc hấp bánh heo có thay dầu trong khuôn cho nên mình rất là dễ lấy bánh ra luôn. Heo lấy bánh ra xong rồi. Giờ thì heo sẽ cắt ra cho cả nhà xem bên trong như thế nào nha. Bánh rất là mềm và dẻo, những đường gân khoai môn bên trong nhìn rất là đẹp luôn. Giờ heo sẽ cắt ra dĩa để mời cả nhà nha. Bánh có một cái màu tím nhạt, ở bên trong bánh có những cái đường gân nhỏ nhìn rất là bắt mắt và dễ thương luôn. Ăn vào miệng cảm giác bánh có một cái vị ngọt và giòn. Bánh rất là mềm và dai. Này có thể kết hợp với lại nước cốt dừa. Nếu cả nhà thích ăn nước cốt dừa thì mình chan lên ăn cũng rất là ngon. Cách làm thì rất là đơn giản, nguyên liệu cũng rất là dễ tìm luôn. Chỉ có nửa củ khoai môn, một củ khoai lang nhỏ và 200g bột là mình đã làm ra một món bánh khoai môn rất là ngon để cho gia đình mình thưởng thức rồi. Hy vọng chia sẻ của heo sẽ mang đến cho cả nhà một món bánh khoai môn dai, ngon, mềm và thơm béo nữa. Và video của heo đến đây là hết rồi. Heo kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị thật là nhiều sức khỏe. Thích video xin cho heo một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Khi đăng ký, cả nhà nhớ nhấn vào chuông để nhận video mới. Heo cảm ơn đã xem và hẹn gặp cả nhà ở video tiếp theo. Chúc cả nhà ngon miệng với bánh khoai môn nha.